em không. Đi chờ bố nha. Ở đây. Thì bố dạy đồ cho ngồi đó. Hai chị em ngồi đây. Tiến. Rồi hai chị em ngồi đây. Bố ngồi xuống thôi. Trên đây ngồi chờ bố. Ôi dao của mày nhá. Ơi chờ bố nhá. Đấy chưa bố.
Chỗ bố một tí đi. Cái gùi lên cho bố đi. Cái cẩn thận nhá. Có đường này con. Con lấy cái gùi về đây. Đừng cái này cho bố nhá. Đây nè. Chưa. Mắc chân à? Đấy, đấy cái gùi chơi đó. Đây cái gùi kia, cái gùi to ấy. Gùi to lên cho bố. Đợi bố một tí con. Đi em, chị ơi. Lấy lên được không? Đây. Để từ từ nhá. Đây đi đi. Giờ cái bố nhặt. Thank you.
Đây con chăn gà nhá. Khổ nhất rồi. Con gà đói lắm rồi. Con bị đói nữa. Con bị chú đói rồi. Người đến nhà rồi. Ba bố con mình đến nhà rồi. Rồi. Mệt quá nhỉ. Ngồi đây. Bố quạt cho nó đỡ mát nha. Cho mát nha. Đúng không? Tay chửi đi. Đây em ngồi xuống mát nào. Bố quạt cho mát. Đây đây, em tìm được. Chị nấu cơm hủ nhá. Bố em nhóm lửa nhỉ. Đứng dậy đi con. Đi lấy nồi cơm nấu cơm đi. Hủ bố nhóm lửa. Được kìa. Giỏi thế nhỉ. Con nấu cơm cho bố nhé. Để bố đi nhặt rau nhé. Nhặt rau xanh nhé. Xem bắt đầu cơm cho bố.
chị ơi, lấy cái búa cái ống. Khổ búa nhặt cái này. Con đi xem nồi cơm đi. Cái bố có nhặt. Nhặt đi xem nồi cơm. Nóng quá. Trời ơi, nấu được cơm được rồi. Chị ơi, lấy bát ăn cơm chị ơi. Lấy bát ăn cơm đi con. Nào, hai anh em ăn cơm đi. Ngon quá. Rồi đây, chiên
ăn bát ít à? Đấy, bố cho ăn bát ít nha. Ừ, không lấy nhiều nhiều. Này, chị cũng thế, ăn bát ít ăn đi. Ăn thịt vào. Nào, thịt nào. Mồm. Em. Khoan nào, khoan em ăn nhá. Này, em há mồm em bơm bát. Rồi giỏi quá hết rồi. Em cất nhấc cái nồi lên từ đây đây đó. Nhấc cái nồi kia lên đây. Nước lửa nặng quá. Rồi, ngồi đây. Như đây có quả chưa? Má đâu?